Em ơi, anh dặn em rồi, mấy mốt mua chịu khó mua khác màu khác cỡ đi, mua hai cái chai giống nhau rồi nhìn sao biết được chai nào là dầu gội đầu, chai nào là sữa tắm, cái chai nào luôn. Tuy là nó cùng màu nhưng mà chai mà sữa tắm nó có cái nắp màu trắng và nó có cái chữ là shower, còn cái chai dầu gội nó có chữ là shampoo. Làm ơn đi học tiếng Anh giùm tôi. Shampoo là dầu gội hả? Nó chết cha. Vậy là ông tắm bằng dầu gội còn ông gội bằng sữa tắm đó quý vị. 2000 years later. Chuyện đàn ông, đàn bà của gia đình Phê. Anh Thịnh. Anh cho em hỏi là làm thế nào để người đàn ông được hạnh phúc vậy anh? Trời, đơn giản thôi. Có hai điều này thôi. Cho ăn, cho yên là được ăn. Ủa, đơn giản vậy hả anh? Gì nữa? Ok. Chị Thúy, chị cho em hỏi cái này xíu nha chị Thúy. Làm thế nào á để người phụ nữ được hạnh phúc vậy chị? Phụ nữ tôi đơn giản lắm. Chỉ cần làm được những điều sau đây là nha nào cũng hạnh phúc. Chúng tôi cần chồng không chỉ là chồng, mà phải là một người bạn, một người anh trai, một người thầy, một người cố vấn, một người tri kỷ. Vậy hết hả chị? Còn chồng cần phải biết rửa chén, nấu cơm, lau nhà, sửa toilet, sửa điện, sửa ống nước, nuôi cá, trồng cây, phải biết chăm con, chơi với con, phải biết lái xe, đưa con đi học, phải có kiến thức về y khoa, biết massage, phải biết tâm lý về người già, phụ nữ và trẻ con. Em cảm ơn chị. Còn vô cái chỗ chính nè, quan trọng là chính tâm thức của những người đàn ông là phải có một cái dũng cảm, bất khuất, kiên cường, thông minh, lịch sự, tử tế, tốt bụng, hào phóng, sáng tạo, có phong cách mạnh mẽ, luôn luôn thấu hiểu, không nhiều chuyện, phải biết cẩn thận, mềm mại, lịch sự. Có gì đâu mà em choáng váng. Cho dù đàn ông làm được tất cả những cái điều đơn giản vừa rồi chị mới nói á, thì cũng không thể nào hạnh phúc được nếu như mà người đàn ông nó không biết kiếm tiền. Dạ 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 rồi. Phải làm ra tiền. Cảm ơn chị. Dạ dạ dạ. Em sao vậy? Em ơi. Ngày nào cũng vậy đó quý vị. Tôi không thể nào mà yên tĩnh đọc được cuốn sách luôn á. Một ngày gọi tôi 20-30 đơn. Nhà tôi không phải là có 2 đứa con trai mà tổng cộng là tôi có 3 đứa. Cái đứa lớn nhất là cái đứa phiền nhất. Hai cái chai này có cái dòi giống nhau quá. Cái chai nào là chai xịt miệng nha? Không có chai nào là xịt miệng hết á. Chai này cái gì? Chai này là chai nước rửa tay. Còn chai này là vệ sinh phụ nữ, vệ sinh cái vùng kính ấy dưới á. Cái chai này không có xịt miệng được hả? Vậy là sạch rồi. Em ơi, anh không có muốn phiền em nhưng mà phải nói giống thiệt. Rồi hai cái chai này, chai nào là chai sữa rửa mặt thì chai nào chai kem đánh răng này. Chính tay anh mua luôn nha, nó có cái chữ đây nè. Chai này sữa rửa mặt mà. Sữa rửa mặt. Ủa, ví dụ như mình đánh răng bằng sữa rửa mặt có sao không? Chị là đánh rồi đó quý vị. Em ơi, anh dặn em rồi, mấy mốt mua chịu khó mua khác màu khác cỡ đi, mua hai cái chai giống nhau rồi nhìn sao biết được chai nào là dầu gội đầu, chai nào là sữa tắm, cái chai nào luôn.
Tuy là nó cùng màu nhưng mà chai mà sữa tắm nó có cái nắp màu trắng và nó có cái chữ là shower. Còn cái chai dầu gội nó có chữ là shampoo. Làm ơn đi học tiếng Anh giùm tôi. Shampoo là dầu gội hả? Chết cha. Vậy là ông tắm bằng dầu gội còn ông gội bằng sữa tắm đó quý vị. Hỏi luôn một lần vậy đi. Bây giờ gấp quá rồi đúng không? Bây giờ giãn cách không có makeup chuyên nghiệp tới, anh phải tự làm để mà quay clip nè. Bây giờ cho anh hỏi nè, hai cái chai này nè, cái chai nào là son môi và cái chai nào là son móng tay? Cái này là chai má hồng đời mới nha, cho nên nó có cái nắp như thế này và nhấn thì nó ra nước. Chai này là chai son móng tay. Mình lấy chai son móng tay chi vậy? Rồi cái này là cắt móng chân đúng không? Cắt lông mũi. Cái này anh tự biết nè. Trước khi làm makeup á là mình phải rửa mặt bằng nước hoa hồng để cho nó sạch đúng không? Và mình phải rửa bằng cái bông đúng không? Cái bông mình chấm vô mình rửa mới thấy, hiểu không? Ngoài này có nhiều loại bông lắm nhưng mà anh thích cái bông này nè. Ôi mà nó dày nè, anh nghĩ là nó mất tiền nè, nó đắt nè, nó xịn nè. Tại vì á anh rà tới đâu á là nó hút tới đó. Đúng rồi. Cái này nè, xịn đúng không? Cái này nè. Là băng vệ sinh hàng ngày của phụ nữ. Trời.